You know what grandma used to tell me? She used to tell me that the most important part of making pho was the broth. The amount of time we spent picking the vegetables, preparing them, and putting it all together. That's what made it special. Yeah. Steve asked me to give you some of these for you to review, if that's okay. Hi. Hi. Cháu cần đến đây thường xuyên hơn. Con biết rồi. Lâu quá không tới thăm ngoại. Ngoại nhớ cháu lắm. Cháu nên đến thăm ngoại thường xuyên nhé. Cháu sắp kết hôn rồi. Hử? Cái gì? Cháu sắp lập gia đình hả? Có phải cô gái da trắng người Mỹ đó không? Dạ phải, tên cái đó là Gina, nhớ không? Cô Gina hả? Bà biết cô ấy mà. Joba.
Chào ngoại. Chào cháu. Evan có quậy lắm không ngoại? Evan ngoan lắm cháu. Evan không ăn gì hết. Ba có nấu phở, nhưng nó không chịu ăn. Cháu có đọc thơ của bà không? Cháu đi chơi xa mấy ngày, khi nào cháu về, cháu gọi ngoại nha. Lucas, ngoại nè, cháu cần ngoại coi Evan thứ 6 này không? Tụi cháu tính ghé nhà ngoại, nhưng Evan không được khỏe. Mình chỉ đi về mình thấy ngoại ngày mai nha. Cháu đâu rồi? Tại sao không bắt phone? Cháu gọi lại cho ngoại nhé. Xin lỗi ngoại, bây giờ cháu đang bận, không thể nói chuyện được. Chào ngoại. Cháu khỏe không? Ngoại muốn nói chuyện với cháu. Ngoại muốn nghe giọng nói của cháu một lần nữa. Hello? Cháu khỏe không? Ngoại biết cháu đang bận. Ngoại rất vui vì cháu đã trưởng thành, có gia đình, có con. Nếu ba má cháu còn sống sẽ vui lắm.
Cháu nhớ cách nấu phở gia truyền của gia đình mình nha. Phở này đặc biệt của gia đình mình. Ngoại thương cháu. My grandma's recipe. She made it a lot for me when I was a kid. Well, I didn't know that.